Giá vàng hôm nay ngày 3 tháng 5 năm 2024 trên thị trường quốc tế tiếp tục giảm do tâm lý thăm dò thị trường của nhà đầu tư. Lực cầu yếu kéo giá vàng xuống dưới mức 2.300 đô la Mỹ trên một ao. Giá vàng trong nước. Chốt phi ngày 2 tháng 5, giá vàng miếng 4 số 9 SJC là 82,9 triệu đồng một lượng mua vào và 85,1 triệu đồng một lượng bán ra. SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 73,8 triệu đồng và 75,5 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra. Doji Hà Nội niêm yết giá vàng miếng ở mức 82,6 triệu đồng một lượng mua vào và 84,9 triệu đồng một lượng bán ra. Doji Thành phố Hồ Chí Minh mua vàng SJC ở mức 82,8 triệu đồng một lượng, bán ra ở mức 85 triệu đồng một lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng rồng vàng ở mức 73,58 triệu đồng và 75,18 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra. Giá vàng quốc tế Giá vàng trên sàn Kiko lúc 21 giờ ngày 2 tháng 5 theo giờ địa phương giao dịch ở mức 2.291 đô la Mỹ trên một ao, giảm 1,42% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 6 năm 2024 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.309,3 đô la Mỹ trên một ao. Đầu phiên giao dịch ngày 2 tháng 5 theo giờ Mỹ, giá vàng thế giới giảm do tâm lý tham gia thị trường của nhà đầu tư khiến lực cầu trở nên yếu hơn kéo giá vàng giảm trở lại quanh mức 2.300 đô la Mỹ trên một ao. Vàng thế giới đã giảm 5% so với mức kỷ lục là 2.431,29 đô la Mỹ trên một ao được thiết lập vào ngày 12 tháng 4 trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt và kỳ vọng về việc Mỹ cắt giảm lãi suất sớm trong năm nay mờ dần. Tuy vậy, theo chủ tịch thị trường thế giới Chris Gardner của Everbank, bất ổn về nền kinh tế toàn cầu, căng thẳng địa chính trị cũng như những diễn biến liên quan đến cuộc bầu cử trong năm nay vẫn là yếu tố quan trọng có lợi cho giá vàng. Tương tự, giám đốc chiến lược Robert Minter, Warhol nhận định, chừng nào căng thẳng địa chính trị còn tiếp diễn và các chính sách kinh tế tiếp tục gây ra sự bất ổn, vàng sẽ tiếp tục đóng vai trò như nền tảng cho sự ổn định. Robert Minter cho biết, bất ổn về địa chính trị không chỉ thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng, mà còn khiến nhà đầu tư rời xa đồng đô la Mỹ. Dự báo giá vàng Theo các nhà phân tích về ngắn hạn, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phát chưa hạ lãi suất sẽ làm đồng đô la Mỹ tăng giá, qua đó vàng ít nhiều cũng phải hứng chịu những áp lực nhất định. Tuy nhiên, về trung và dài hạn, vàng được dự báo sẽ gia tăng trong môi trường lạm phát cao và kinh tế tăng trưởng chậm. Hơn thế, nước Mỹ không thể tránh được kịch bản bước vào thời kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ bằng việc hạ lãi suất đồng đô la Mỹ suy yếu sẽ đẩy giá vàng đi lên. Nhiều dự báo cho rằng giá vàng sẽ lên mức 2.500 đô la Mỹ trên một ao vào cuối năm và sẽ tăng mạnh trong các năm tiếp theo.